dân hồng tạm nói những lời chân chân và phúc lành cao tuần bằng sơn ngắm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kỳ tốn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Tham Má trên Mao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Dạ con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh cho con biết được tín hiệu và cảm ơn Lăng Giao Nguyệt. Con nhật hình thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trung mục kinh Mạch-chi-ma Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 97 kinh Tha Nam Cha Cha Ni Thanan Cha Ni Sutta câu 980 đến 982 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo, Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 97, Kinh Thananchani Sutta, từ 980 đến 982, sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ cảm ơn. Tôi mẫn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh Ngài, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học một bài liên quan đến một vị Bà La Môn. Đó là Bà La Môn Thananchani. Vì vậy bài kinh này cũng gọi là bài kinh Thananchani Sutta. Đây là bài kinh mà không phải vì Bà La Môn đó đi đến chất vấn đệ tử, chất vấn Đức Phật hay là đệ tử Đức Phật, mà chính tôn giả Sariputta Ngài đi đến thăm Bà La Môn Thananchani, chỗ thân quen, và được biết Bà La Môn Thananchani vị quan của vua Pasenadi có tâm, có thái độ hống hách, ỷ quyền cậy thế, nói chung tức là có cái đời sống dễ vui, không có theo pháp. Và do đó Đức Phật Tôn giả Sariputta Ngài đã đi đến để Ngài nhắc nhở. Đó là giai đoạn một của bài kinh. Giai đoạn hai của bài kinh là khi Bà La Môn Thananchani này bị bệnh, tuổi già sức yếu, và thỉnh Ngài Sariputta đến. Ngài đi đến, Ngài nhắc nhở, Ngài khuyến khích chúng ta an trú pháp vô lượng tâm. Ông ta thực hành và nhanh chóng chứng đạt được thiền định và sanh được ở phạm thiên. Mặc dù đây là cảnh giới siêu thoát tốt đẹp so với người bình thường, nhưng mà đối với một bậc
giác ngộ như Đức Phật ấy, thì ngài không có 8 tháng. Ngài nói lẽ ra thì nên hướng dẫn cho Bà La Môn để chứng được quả vị cao hơn. Thì ngài Sariputta nói rằng tại vì có nghĩ rằng các vị Bà La Môn là họ vừa thích, họ tôn sùng phạm thiên, cho nên giảng về cái con đường để đưa cảnh giới phạm thiên cho vẻ cũng thích hợp. Bài kinh chỉ có nội dung là như vậy, nhưng mà cái phần đầu thì đây là một bài học mà chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta không thể vĩnh cái lý do vì làm lợi ích cho người khác mà mình tạo những ác bất thiện pháp được. Có nhiều công việc mà vẫn có thể nuôi dưỡng cha mẹ hay cấp dưỡng cho vợ con, hoặc là đối nhân xử thế với xã hội, nhưng mà vẫn không làm cái điều ác. Tôn giả Sariputta ngài đã nhắc nhở như thế cho Bà La Môn Thanajani. Cho đến giờ này thì chúng tôi cũng chưa thấy Thượng tọa Pháp Đăng vào rung để thuyết giảng. Không biết là hôm nay Thượng tọa Chức Đẳng hay vị nào có mặt ở trong rung điện thuyết dùm cho. Ồ, xa thú. Nếu vậy thỉnh xin để điện thuyết thuyết giảng dùm bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài kinh, của bài học. Sau đó xin cung thỉnh tỏ giáo đẳng thuyết giảng bài học này. Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt Thanh Thủy tự mẫn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin được đọc phần chánh văn. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020 Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 97, Kinh Thananchani Sutta, từ câu 980 đến 982. 97, Thananchani Sutta. Thananchani là một
Bà La Môn quyền quý, thượng thư của vua Pasenadi tại thành Vương Xá. Tôn giả Sariputta khi nghe biết vị Bà La Môn này dùng quyền thế của mình để làm giàu, đã tìm cách giáo hóa. Sau này khi Thananchani lâm trọng bệnh trong cơn hấp hối, đã được tôn giả Sariputta hướng dẫn pháp tu tập sanh về cõi Phạm Thiên. Đức Phật sau khi xác chứng cảnh giới tái sanh của Thananchani, có ý dạy rằng vị này có thể chứng quả siêu thế nếu được hướng dẫn thêm. 980. Có lý do nào chánh đáng để biện cho cuộc sống không lành mạnh? Đoạn đầu chánh kinh ghi lại lời hỏi thăm của Thế Tôn, của tôn giả Sariputta với một tỷ kheo, mà qua đó ngài biết Bà La Môn Thananchani sống nghiêng nặng sự tranh giành đoạt lợi. Vì lòng bi mẫn, tôn giả lập tâm sẽ gặp vị này để cảnh tỉnh. Rồi tôn giả Sariputta sau khi ở tại Akhinagiri cho đến khi vị liền khởi hành đi Rajagaha Vương Xá, tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. Ở đây tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha Veluwana tại Kathan Dakani Wabha. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng cầm y bát đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ Bà La Môn Thananchani đang vắt sữa cho bò ở ngoài thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương Xá xong, sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, đi đến Bà La Môn Thananchani thấy tôn giả Sariputta từ xa tới. Sau khi thấy liền đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến liền thưa với tôn giả Sariputta: hãy uống sữa này và chờ cho đến giờ ăn cơm. Thôi vừa rồi Bà La Môn, hôm nay ta đã ăn, ta sẽ ngồi nghỉ trưa ở một gốc cây, ông có thể đến đó. Thưa tôn giả. Thưa văn tôn giả, Bà La Môn Thananchani vâng đáp tôn giả. Rồi Bà La Môn Thananchani sau khi ăn sáng xong liền đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với Bà La Môn Thananchani đang ngồi một bên: này Thananchani, ông có không phóng dật không? Thưa tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có thể phóng dật được? Khi chúng tôi còn cha mẹ, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn đầy tớ lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân hữu. Nhiệm bà con đối với bà con huyết thống, khách phải làm đối với tân khách, còn có trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với tổ tiên, còn có những trách nhiệm chư thiên phải làm đối với chư thiên, còn có những trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này phải làm và trưởng trưởng. Này Thananchani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục, quân kéo ít địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói tôi vì cha mẹ làm các điều phi pháp, đã làm các điều, chớ có để các địa ngục.
Hai cha mẹ của người ấy làm được gì khi nói: con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục dầu người ấy có khóc than. Này Tha Năng Cha Ni, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì vân vân, vì đầy tớ lao động vân vân, thân hữu vân vân, vì các tân khách vân vân, vì tổ tiên vân vân, vì chư thiên vân vân, vì vua chúa vân vân. Này Tha Năng Cha Ni, ông nghĩ thế nào? Ở đây vì làm cho thỏa mãn cái thân, làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa phương, đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: vì làm cho thỏa mãn, vì tưởng dưỡng cái thân, tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất này, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hay các khác có làm được gì khi họ nói: vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, người này làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục dầu người ấy có khóc than. Này Tha Năng nghĩ thế nào? Một người vì các điều phi pháp làm các điều bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Tha Năng Cha Ni, có hành động khác có nhân, đúng pháp với những hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, không làm được các thiện hành. Này ông nghĩ thế nào? Một người vì vợ con vân vân, vì đầy tớ lao công vân vân, vì bạn bè thân hữu vân vân, vì các tân khách vân vân, vì tổ tiên vân vân, vì chư thiên vân vân, vì vua chúa vân vân, vì dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: vì làm, vì trưởng dưỡng cái, tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh này, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hai các người khác có làm được gì họ? Hai khác người khác có làm được gì khi họ nói: vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, người này làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, chớ có để các địa ngục kéo nó đến địa ngục. Thưa không, thưa tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quăng người ấy đầu người ấy có khóc than. Thưa tôn giả Sariputta, có vì vợ con, vì đầy tớ lao công vân vân, vì bạn bè thân hữu vân vân, vì các tân khách vân vân, vì tổ tiên vân vân, vì chư thiên vân vân, vì vua chúng vân, không làm các điều quả các thiện hành. Này Tha Năng Cha Ni, ông nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Hai người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm điều đúng chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm cho các điều phi pháp,
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn vì trưởng trưởng cái thân, làm cho các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Thananjani, có những hành động khác có nhân đúng pháp, với những hành động này có thể làm thỏa mãn trưởng dưỡng cái thân, các điều ác được các thiện hành. Bà La Môn Thananjani hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 981, con đường hướng thượng. Sau này khi lâm trọng bệnh, hơn nên bà La Môn Thananjani muốn gặp tôn giả Sariputta để được huấn thị. Bà La Môn Thananjani sau một thời gian bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, rồi bà La Môn Thananjani cho gọi một người khác: ông hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: bạch Thế Tôn, bà La Môn thay bệnh khổ đau, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Rồi ông đi đến Tôn Sariputta, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: thưa Tôn giả Sariputta, bà La Môn Thananjani bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: Tôn giả Sariputta vì lòng từ bi đi đến chú Sa La Môn Thananjani. Thưa vâng, tôn giả, người ấy vâng theo lời bà La Môn Thananjani đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, bà La Môn Thananjani bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: thưa Tôn giả, bà La Môn Thananjani bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: thưa Tôn giả, lành thai, nếu Tôn giả Sariputta vì xót đến trú xá của Bà La Môn Thananjani. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến trú xá Bà La Môn Thananjani. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi bà La Môn Thananjani: ta mong này Thananjani, ông có thể khâm nhận, ông có thể chịu đựng, ta mong thọ được giảm thiểu, không có gia tăng và sự dục rõ rệt, không có gia tăng. Tôn giả Sariputta: tôi không thể cảm nhận, tôi không có thể chịu đựng sự khổ thống. Sự khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với thanh kiếm sắc bén cũng vậy. Thưa Tôn giả, Sariputta nhận có kinh khủng thổi lên đau nhói trong người. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể khám nhận, tôi không có thể chịu đựng những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, chỉ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh tôi rồi siết chặt cũng vậy. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu một cách khủng. Thưa Tôn
Dạ, sa không có thể khanh, tôi không có thể chịu đựng những khổ thống của tôi gia tăng, không giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như một người đầu tể thiện xảo, hai đệ tử người đầu tể cắt ngang bụng với con dao cắt ngắn cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể cam nhận, tôi không có thể chịu đựng những thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng cũng vậy. Thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể khâm nhận, tôi không thể chịu đựng những khổ thống của tôi. Không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Hananchani hay bàn xanh chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, bàn xanh tốt hơn địa ngục. Này Hananchani, bàn xanh hay cảnh ngạ quỷ chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn bàn xanh. Này Hanan, cảnh giới ngạ quỷ hai loài người chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, loài người tốt hơn cảnh giới ngạ quỷ. Này Dhammachani, Hananchani, loài người hai tứ thiên vương. Này Hananchani, loài người hai tứ thiên vương thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tứ thiên vương thiên tốt hơn loài người. Này Hananchani, tứ thiên vương hai tam thập tam thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tam thập tam thiên hơn tứ thiên vương thiên. Này Hananchani, tam thập tam thiên giả ma thiên chỗ nào tốt hơn? Sariputta, giả ma thiên tốt hơn tam thập tam thiên. Này Hananchani, giả ma thiên hay đấu xuất đà thiên Tusita chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, đấu xuất đà thiên tốt hơn giả ma thiên. Này Hananchani, đấu xuất đà thiên hay hóa lạc thiên Nimma Rati chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, hóa lạc thiên tốt hơn. Đầu này Hananchani, hóa lạc thiên hay tha hóa tự tại thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tha hóa tự tại thiên tốt hơn hóa lạc thiên. Này Hananchani, tha hóa tự tại thiên hay phạm thiên giới chỗ nào tốt hơn? Tôn giả Sariputta đã nói phạm thiên giới. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ, các vị bà la môn này rất ái lý phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Ta sẽ thuyết giảng cho ông con đường đưa đến cộng trú hạnh. Hãy nghe khéo léo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng. Bà La Môn Hananchani, giả Sariputta, tôn giả Sariputta thuyết như sau. Này Hananchani, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên? Ở đây, này Hananchani, vị tỳ kheo ăn một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu
với từ vạn đại, vô biên, không hận, không sân. Này, tha năng chánh ý, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lại nữa, này, tha năng chánh ý, vị tỳ kheo an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với bi, vân vân. An trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với hỷ, vân vân. An trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy, phương thứ hai cũng phương. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không. Này, thăm, này, tha năng cha ni. Tha năng cha ni. Như vậy là con đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Bà La Môn, Tha Năng Cha Ni, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 982. Cái nhìn khác biệt của bậc vô thượng điều ngự. Sau khi câu chuyện kể trên, Đức Phật dạy rằng nếu được hướng dẫn thêm thì Tha Năng Cha Ni đạt đến cảnh giới siêu thế. Rồi tôn giả Sariputta giàu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng. Sau khi an trú Bà La Môn vào Phạm Thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi Đức Bà Tha Năng Cha Ni, sau khi tôn giả Sariputta bao lâu liền mất thiên giới. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng. Sariputta sau khi an trú Bà La Môn Tha Năng Cha Ni vào Phạm Thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Tha Năng Cha Ni, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Thầy Sariputta dầu cho những cảnh giới cao thượng cần phải chứng. Ông sau khi an trú Bà La Môn Tha Năng Cha Ni vào Phạm Thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Có nghĩa những vị bạn này rất luyến Phạm Thiên giới. Do vậy, con mới thuyết giảng con đường đi đến cộng trú với Phạm Thiên. Và này Sariputta, Bà La Môn Tha Năng Cha Ni đã mệnh chung và sanh lên Phạm Thiên giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bạn khách kinh đến đây đã chấm dứt. Dạ, xin phép để con coi lại coi. Con thấy lúc nãy có thượng tọa Pháp Đăng chạy ra chạy vào. Dạ, cho phép con coi. Coi thượng tọa có Pháp Đăng còn chấm chung không? Tòa Pháp Đăng ở trong rừng. Wow, con thấy rồi. Dạ, sa thú đành thay, con rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính nhân minh đến sư ạ. Alo, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn, xin chúc mừng, và cảm ơn lần nhận nghiệp. Thì trong cái bài kinh hôm nay đó thì cũng rất là dài. Và qua một vấn đề, đó là cái bài kinh này được giảng cho một vị Bà La Môn Tha Năng Cha Ni. Và được giảng dạy bởi tôn giả Sariputta. Từ khi mà tiếp độ cho đến lúc mệnh chung. Và với cái Phật tuệ của Đức Phật thì Đức Phật Ngài biết vị Bà La Môn Tha Năng Cha Ni này có khả năng để đắc chứng được siêu thế, có nghĩa là đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tư Đà Hàm, hay là nói đến những cái tình thánh đạo. Tôn giả Sariputta chỉ thuyết giảng cho đắc những cái đề mục mà sanh lên Phạm Thiên giới thôi.
an trú tâm ở trong cái đề mục. Thì đây là cái nội dung tóm tắt cái bài kinh hôm nay. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng Ngài Sariputta đó, thì Ngài thấy một cái vị thượng thư, mình gọi là giống như tể tướng bên Trung Quốc, hay là những cái vị quan mà gần như là một trong tứ trụ của triều đình vậy. Mình nói như bây giờ thủ tướng, chính phủ hay là những cái và phụ giúp những vị nguyên phụ. Thì chúng ta biết rằng Bà La Môn Thánh Nhân Ý, người có cái uy quyền, mình gọi là có cái thế lực, nhưng mà được Ngài Sariputta, Ngài giáo hóa để biết rằng nếu mà ta sống ở trong đời đó, ta sống ở trong đời mà ta gì, mình nói chung là mình làm ra để có của cải, để nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi bà con quyến thuộc và đóng thuế vua chúa, hay là mình lo cúng tế ông bà tổ tiên chư thiên, mình nói chung là mình làm những tài sản của mình có được để mình làm việc mà đền ơn. Nhưng mà nếu mình cậy vào cái uy quyền thế lực đó, mình tìm cái tài sản đó đó mà không có hợp pháp đó, không hợp pháp có nghĩa là dùng cái cách hà hiếp, hoặc là có nhiều cái cách mà người ta làm mà có được tài sản, nhưng mà có thể giống như là ta su cao thế nặng, ta áp bức để bút lột để lấy ra cái tài sản để mà lo cho quyến thuộc bà con, do cho bản thân của mình ăn ở, những người tha nhân, người bà con của mình ăn ở, nuôi sống, hay là mình nói là đời cúng, hay là làm, mình nói chung với ví dụ có nhiều người họ làm nhà từ đường, thờ tổ tông này cái nọ đó, mà họ làm những việc phi pháp. Thì Ngài Sariputta nói như vậy đó, Ngài nói rằng như vậy thì người đó khi mà rơi vào địa ngục đó, là Diêm Vương có hành hạ người đó không? Thì Bà La Môn Thánh nói rằng sẽ hành hạ cái người đó, hành hạ người đó, chứ không thể nào không hành hạ. Thì Ngài Sariputta, Ngài thuyết giảng để cho cái vị Bà La Môn suy nghĩ rằng ở đời cái người tội thì vua chúa cũng hành hình, nhưng mà khi một cái người mà tạo tội đó thì khi chết rồi đó thì cũng bị hành hình, cũng bị hành hình, và không vì mình nói rằng nuôi vợ con hay nuôi bà con quyến thuộc hay là nuôi tự thân của mình tạo những cái tội lỗi đó mà Diêm Quân không có hành hình mình, mà vẫn kéo mình vào trong những địa ngục. Thì chúng ta biết rằng đối với những cái tất cả chúng sanh trên đời này đó, thì cho dù là những cái tôn giáo nào, như là tôn giáo thì họ cũng nó có nghĩa là có một cảnh giới để hành hạ người gì. Rồi mình thấy ở đời cũng vậy, vua chúa đó thì họ hành hạ những cái người làm tội, những cái người làm tội lỗi, làm những điều phi pháp đó, thì họ cũng vẫn thấy điều này. Vì thường thường chúng ta biết rằng đối với tất cả những cái luật pháp hay là tất cả đất nước nào đó, thì họ cũng có cái đó bảo vệ, tương đối họ cho những cái điều đó là đúng, và những điều làm ngược lại những cái điều đó đó thì gọi là sai, mình gọi là luật lệ. Thì chúng ta thấy như là cái luật lệ mà để cho vị tỳ khưu sống tốt cũng có những cái luật lệ. Thì chính vì như vậy đó nên Bà La Môn Thánh Hành Chánh Ý này nói với tôn giả Sariputta, vì thân bằng quyến thuộc hay vì bản thân của mình đó, thì Diêm Vương vẫn hành hình. Nhưng mà rồi Ngài Sariputta Ngài nói rằng cũng có những người như vậy đó, nhưng mà họ làm điều đúng pháp. Họ cũng nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi thân, rồi họ cũng nuôi bà con quyến thuộc, vợ con tôi tớ gái, rồi ông bà hay là cúng tế, rồi làm những cái việc mà cung cấp cho những vị đó, nhưng mà làm đúng pháp thì sao? Đúng pháp thì sao? Thì có tốt không? Thì Bà La Môn Thánh Hành Chánh Ý đó, như vậy là rất là tốt. Nếu mà người đó không có thể nào rơi vào địa ngục, mà có nghĩa là người đó làm những cái việc mà chân chánh như vậy đó, thì như thế nào? Như vậy thì hành trì và chân chánh như vậy á, hành trì mà đúng pháp chánh pháp như vậy đó thì rất là tốt. Thì chúng ta cũng thấy ở đời đó thì có người ta vì mình nuôi cha nuôi mẹ, hay là nuôi bản thân của mình, hay là giúp đỡ bà con quyến thuộc bạn bè,
mà mình làm những việc tốt đó, thì ở đời người ta sẽ nêu cái gương của mình để người ta làm những việc đó. Như vậy thì ngài Sariputta ngài làm cho Bà La Môn Thánh Hạnh Chánh Ý này hiểu được những cái điều sống chân chánh và những cái điều sống phi chân chánh, những cái điều sống mà tất cả chúng sanh trên cuộc đời này không có thể nào thoát khỏi. Chúng ta thấy nếu mình nói như ở người ở Bắc Lô Châu mà nói theo luật kinh của Đức Phật mà có ngũ giới đó, thì mình không nói đến việc người họ có giới tự nhiên và họ chắc chắn là những chúng sanh mà đó đó họ do cái phước báo công đức mà họ sanh vào những cái thế giới không có tổn hại bản thân của họ, thì có những cái thiện pháp rất là tốt. Còn đối với những người mà Nam Thiện Bộ Châu hay là chúng ta nói rằng cái nhân loại của con người đó, thì đa số chúng ta đó là chúng ta thấy người giàu thì giàu kinh khủng, người nghèo thì nghèo kinh khủng. Chúng ta gần đây nghe nói về Ấn Độ đó, người ta chết đói và đến nỗi mà có nhiều cái câu chuyện thương tâm là một cái người phụ nữ đó có đứa con rồi họ tự lấy thuốc độc cho con tích, rồi họ tự treo cổ và nói lên đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là rất là nhiều người đó họ có của cải tài sản rất là kinh khủng ở bên Ấn Độ đó. Nhưng mà cũng có nhiều người họ không có một cái ngôi nhà, không có một cái miếng đất, không có một cái tài sản gì. Nhất khi mà qua bên Bồ Đề Đậu Tràng, chúng ta thấy những người họ sống dựa vào Bồ Đề Đậu Tràng mà sống, họ không có ngoài cái vấn đề đi xin ăn thôi, chứ họ không có những cái nguồn thâu cái nguồn đi xin ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong thế gian này có hai cái hạng chúng sanh mình nhìn vào đó, mình thấy những chúng sanh mà do cái nghiệp quả đó, tái sanh vào cái sự khổ sở, rồi những chúng sanh mà sanh ra được giàu sang, thì chúng ta vẫn thấy hai cái hạng chúng sanh đó hiện hữu trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi là trong những cái hạng người mà họ tìm của cải để có của cải nhưng họ sống phi pháp thì họ bị cái ác quả. Còn những người mà tìm của cải nuôi sống bản thân hay là những người xung quanh đó, họ làm những cái thiện pháp đó, họ nuôi sống đúng pháp, họ tìm của cải đúng pháp, có nghĩa là họ làm những cái nghề nghiệp sĩ nông công thương ngư tiều thanh mục, mà họ làm những nghề nghiệp đời đó mình gọi là giống là họ làm không được. Còn nếu mà nói về cái lý nhân quả thì nó rất là rộng lớn ở đây. Chúng ta ở đây, nhưng mà ở đây thì ngài Sariputta ngài muốn cho cái Bà La Môn Thánh Hạnh Chánh Ý này biết rằng mình làm cái việc mà nuôi cái nỗi mà mình làm như thế nào đó mà mình không có làm những điều tội ác, mình không làm những việc tội ác thì đều được tán thán. Làm cho Bà La Môn Thánh Hạnh Chánh Ý đó là có cái tâm suy nghĩ về chánh pháp và có cái sự quy y Tam Bảo, có sự quy y Tam Bảo. Và một thời gian sau thì Bà La Môn Thánh Hạnh Chánh Ý này đã bị bệnh và cho một cái người tớ trai đến đảnh lễ Đức Phật và đến đảnh lễ ngài Sariputta và thỉnh ngài Sariputta đến giáo giới cho mình, có nghĩa là muốn nghe pháp tiếp. Vì có nghĩa là lần trước ông nghe cái pháp từ ngài Sariputta thuyết giảng đó, ông có cái lòng tịnh tính đối với Tam Bảo. Bây giờ thì ông bệnh nặng, ông muốn nghe tiếp tục. Thì khi mà ông cho cái người tới đến để mà tỉnh ngài Sariputta đến đến nhà ông đó để ông được nghe pháp đó, thì ngài Sariputta ngày đến và ngày đến thì ngài Công Thiên, Phạm Thiên, vì họ thờ Phạm Thiên. Mà chúng ta thấy Phạm Thiên đó là những cái mà từ xưa rồi, hay là mình nói rằng cái quả địa cầu này lúc thành hình đó, hay là chúng ta nói cho đến con người mình sanh xuống nhân loại đó, mình sanh sao bị đại Phạm Thiên đó, tự cõi nghĩ rằng cái vị trời Phạm Thiên vẫn là tồn tại bất sinh bất diệt. Mà Phạm Chúng Thiên đó thì địa cầu này và hình thành ở trong cái thế giới loài người này từ cái thuở sơ khai
trong thể bổn như thế, có trình bày như vậy. Thì cái tư tưởng Phạm Thiên là tạo ra cái vũ trụ này đó, đó là cái tư tưởng mà của tất cả chúng sanh, của tất cả chúng sanh, trừ khi nào là những chúng sanh đã được nghe Đức Phật thuyết pháp, thuyết pháp. Chứ còn ngoài ra đó, thì họ vẫn suy nghĩ rằng họ vẫn có cái tư tưởng là có một Thượng Đế, có một Phạm Thiên tạo ra loài người và tạo ra tất cả với cái bàn tay vô hình, hay là cái vị mà sáng tạo chủ, hóa sanh chủ là như vậy. Thì chúng ta biết rằng đối với Ngài Sariputta, Ngài cũng là gia tộc Bà La Môn, nên Ngài biết về cái chú của Bà La Môn, và Ngài nghĩ Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý này là rất là tôn kính Phạm Thiên. Thì quý vị biết rằng khi mà Ngài đến cái trú xá của Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý đó, thì Ngài mới hỏi thăm. Mà Ngài hỏi thăm có nghĩa là ông bệnh như vậy đó mà ông có kham nhẫn được không? Thì chúng ta biết rằng đối với một cái người bệnh nặng, một cái người bệnh nặng hay là thân chúng ta không có thể nào thoát khỏi. Chúng ta thấy như là ông Cấp Cô Độc đó, ông bị bệnh nặng, ông cũng ảnh thí dụ giống như là ở trong đây vậy, giống như một người dùng cái kiếm sắt mà cái ngọn gió độc phong nó làm cho cái cơ thể đau đớn kinh, hay là những người lực sĩ đó dùng cái dây mà xiết cái đầu lại. Đây là bốn người lực sĩ cầm cái thân người tay chân đó mà đưa vào cái hố than hồng. Thì chúng ta thấy nhìn chung vào đó thì những cái đau đớn này đó, ta diễn tả cái nghĩa là rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Và Ngài Sariputta ngày mong rằng những cái khổ thọ đó nó giảm bớt, nhưng mà ông Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý đó thì ông nói rằng nó không có giảm bớt, giảm xuống mà nó tăng trưởng rõ rệt. Thường thường thì chúng ta biết rằng cái thân chúng ta nó có thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Lúc mà chúng ta không bệnh hoạn đó là thân thức thọ lạc, nhưng mà khi chúng ta bệnh đó là thân thức thọ khổ. Và cái cảm thọ khổ rất là kinh khủng quý vị. Chúng ta thấy những cái vị tỳ khưu đó mà đem đến con dao đó mà cắt đứt sinh mạng đó cũng vì những cái cảm thọ đau đớn, những cái vị cảm thọ đau đớn, mà những cảm thọ đó làm cho những cái vị đó có nghĩa là không muốn sống được. Chúng ta thấy như là tỳ khưu Gobaka đó, là cái vị tỳ khưu mà chết rồi ác ma đi tìm thức tục sinh tìm, và đối với Ngài cho biết rằng là cái chết nào cũng được nhưng mà không tái sanh trở lại. Dù là mình có tự giận mình chết vì mình chán cái thân này, nhưng mà không tái sanh có nghĩa là muốn nói đến vị A-la-hán thì không có lỗi lầm. Nhưng mà nếu chúng ta đó mà bị đau khổ mà nó chúng ta loạn động đó thì chúng ta có thể sanh vào khổ cảnh. Sanh vào khổ cảnh, nhất là những cái người mà họ tự giận đó, họ gì đó, họ tự giận, họ chất cái động lực sân á. Theo A Tỳ Đàm thì cái động lực sân rất là kinh khủng, và có thể họ sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì đối với Đức Phật á, hay là đối với, làm sao để làm cho họ hiểu được á, cái cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, những cảm thọ khổ đau của cái thân này đó, thì không có thể nào mà ai tránh khỏi, không ai tránh khỏi. Chỉ có những vị mà đạt được thiền định mà không có bị hoại thiền, vì có thể an trú vào cái thiền đó, thì những cái cảm giác lạc thọ do cái thiền định nó mang lại đó, đó là một cảm giác do cái mãnh lực của định. Còn người ngoài ra đó thì rất là khó, người mà không đạt được cái thiền định rất là khó, những cảm thọ khốc liệt đó. Nên người ta nói rằng đau chân thì hả miệng, là cái chân, nhưng mình hả miệng có nghĩa là mình khóc than, mình than thở, mình bày tỏ đủ cái cách hết. Bởi vì khi mà chúng ta đau đớn cái gì đó mà người ta hỏi mình đó, thì mình diễn tả đủ cái cách hết. Thì ở trong bốn cái cách mà ông Thánh Anh Chánh Ý này đó, thì chúng tôi coi kinh đó thì chúng tôi thấy ông Cấp Cô Độc ông cũng nói với Ngài Sariputta những cái đau khổ tương tự như vậy. Như một thổ thăng hừng mà mình bị người ta dùng cái sức lực người ta cái hố khổ, hay là cái người ta xiết cái đầu mình lại những đau khổ, hay là người ta dùng dao mà ta cắt trong ruột gan thì rất là kinh khủng, người ta diễn tả những khủng.
Như vậy thì khi mà Bà La Môn Thanh Hành Chánh Ý đó nói lên những cảm thọ đó, thì ngài Sariputta ngài nói rằng hãy cố nhớ là cái tâm của mình là rồi ngài mới đưa để hỏi coi cái nghĩa là cái ông Thanh Hành Chánh Ý này cái tâm tư đó có định tĩnh hay không, có nghĩa là định tĩnh hay không, có phân biệt được hay không, nên mới gọi là địa ngục và bàn sanh chỗ nào tốt hơn. Thì Thanh Hành Chánh Ý nói rằng bàn sanh tốt hơn địa ngục. Thì bàn sanh nó là những cái loài sanh ra mà chúng ta thấy súc sanh, hay là chúng ta gọi là bàn sanh đó, thì gọi là súc sanh. Thì địa ngục có nghĩa là cái cảnh giới đau khổ. Thì bà Môn Thuyết Thanh Hành Chánh Ý rằng rồi ngài hỏi vậy như vậy quỷ thì chỗ nào tốt hơn, thì ngã quỷ tốt hơn bàn sanh, có nghĩa là súc sanh nó không bằng ngã quỷ. Bởi vì chúng ta thấy điều này đó, thì nói trong ngã quỷ sự đó, thì ngã quỷ có nhiều khi đó họ chết họ vẫn biết được nghiệp ác của mình từ kiếp trước, và họ có thể đi đến cái người thân của mình, đi đến bà con của mình để mách bảo, để nhờ bà con quyến thuộc của mình làm phước của mình. Nhưng mà làm súc sanh thì khổ hơn quý vị. Súc sanh ở đây thì chúng ta thấy như con chó, con mèo, con trâu, con bò, nó không có biết nói lên kiếp trước của nó. Nhưng mà ngã quỷ thì có ác nghiệp gì. Nên thường thường quý vị thấy thiên cung sự và ngã quỷ sự đó có nói lên những cái loài ngã quỷ. Thì bà La Môn Thanh Hành Chánh Ý nói rằng bàn sanh thì cái cảnh ngã quỷ tốt hơn. Rồi ngã quỷ và loài người thì cái chỗ nào tốt hơn, thì ông nói rằng loài người tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta biết rằng địa ngục, ngã quỷ, súc sanh á, và Atula đó là cái tâm thẩm thấn để tái sanh vào bốn cảnh giới khổ này. Nhưng mà bốn cảnh giới khổ này đó, thì nói theo vi diệu pháp thì chỉ có một tục sinh là tâm thẩm thấn thôi. Nhưng mà quỷ súc sanh và Atula đó là do tham sân si, do cái tà kiến, hay là cái tham, những cái bất thiện này nó đưa sanh vào trong cảnh giới đó, nó cho ra cái tâm thẩm thấn để tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do tham tà kiến, do ngã mạng, do những cái ác bất thiện pháp đó nó cho ra cái tâm tục sinh. Nhưng mà rồi địa ngục ngã quỷ, địa ngục bàn sanh, ngã quỷ và Atula đó là những cái cảnh giới. Nhưng mà này đó nó cũng được nói đến như là cái bài kinh này đấy, thì nó cảnh giới ngã quỷ thì tốt hơn cái địa ngục. Địa ngục là một cảnh giới riêng biệt chịu đau khổ, còn ngã quỷ là cái cảnh giới và có thể sống chung với người. Nên thường thường quý vị biết rằng chư thiên và ngã quỷ đó, con người chúng ta muốn thấy được họ đó, họ muốn cho chúng ta thấy thì chúng ta mới thấy được họ. Ngã quỷ có nhiều khi họ cho quyến thuộc mình thấy thì mình mới thấy được. Còn chúng sanh địa ngục thì không khả năng nào để thấy, chỉ có những người có thiên nhãn thuần tịnh, đắc được thần thông mới dùng thiên nhãn nhìn để coi chúng sanh nó rơi vào đâu, rơi vào địa ngục. Còn những cái loài ngã quỷ đó thì họ có sống theo, thì những loài ngã quỷ cũng sống, có những loài sống chung với loài người, nó có người ta sắc tế, còn loài người sắc thô, nhưng mà họ có thể mách bảo được cho con người, để con người có thể phước hồi hướng. Và trong ngã quỷ sự rất là nhiều những cái câu chuyện quyến thuộc thân bằng bà con luôn. Chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện của một cái loài ngã quỷ đó, có cái thân hình bộ xương mà du hành ở trên hư không, đi qua cái cung của vua, cái bảo điện của vua A Xà Thế, và để nhận phước. Nhưng mà vì người con gái cúng dường cho những vị Bà La Môn, không phải là những cái vị sa môn đức hạnh, để có phước hồi hướng cho mình, thì vua A Xà Thế có gặp lại con ngã quỷ này và nói rằng ngã quỷ nhận được phước hay không nhận được phước thì đi ngang qua đây cho Đức vua A Xà Thế. Và ngã quỷ này quay trở lại nói với Đức vua A Xà Thế là không có nhận phước được, bây giờ nhờ vua A Xà Thế cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng để hồi hướng phước cho mình. Thì con ngã quỷ này sau khi nhận được phước sanh làm chư thiên. Và chúng ta thấy rằng cái cảnh giới ngã quỷ đó, theo như trong kinh đó, là một số cái loại ngã quỷ đó là sống chung với loài người của chúng ta. Rồi khi mà ngài Sa Đức Tát nói rằng ngã quỷ và loài người đó, thì loài người ổng nói là người loài người tốt hơn,
Thì tất nhiên là loài người đó, tục sinh bằng cái tâm tâm đại quả, hợp trí hoặc là ly trí, làm người tam nhân. Mà chúng ta thấy có 8 cái tâm đại quả ở trong 24 tâm dục giới đó. Thì 8 tâm cái nào tâm đại quả này nó làm việc tục sinh cho người nhị nhân, là những cái tâm ly trí. Tục sinh cho làm người với cái người tam nhân là cái tâm hợp trí, vô trợ hoặc hữu trợ hoặc thọ hỷ thọ xả. Thì ở trong 8 cái tâm này đó thì nói chung vô là sanh luôn cả 7 cõi dục giới. Nhưng mà có thấp có cao. Có thấp có cao là cái loài người đó thì không bằng cõi tứ đại thiên vương. Theo cái phước báo đó thì cõi tứ đại thiên vương đó là chư thiên tứ đại thiên vương là có phước hơn loài người. Nếu mình phân theo cái cách cấp bậc á, rồi chư thiên tứ đại thiên vương đó thì không có bằng chư thiên cõi trời đao lợi, mà chúng ta gọi là tam thập tam thiên đấy, cõi đao lợi thiên đó. Rồi chư thiên mà cõi tam thập tam thiên đó không bằng cõi dạ ma. Cái cõi dạ ma là cái cõi thứ 3 của cõi trời. Rồi cõi đấu xuất là cái cõi thứ 4. Thì hỏi thanh ý đó, cõi đấu xuất là cái cõi mà những vị Bồ Tát để chuẩn bị thành Phật á, ở cung trời đấu xuất như là Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, mà từ cung trời đấu xuất mà lâm phàm đó. Thì cõi đấu xuất là cái cõi giữa 7 cõi dục giới đó, thì cõi đấu xuất là cõi thứ 4 trong cõi vui, chúng ta gọi là cõi vui đấu xuất. Thì cõi đấu xuất thì không bằng cõi dạ ma thiên. Dạ ma thiên, dạ ma là trên cái cõi đấu xuất. Và Bà La Môn Thái Âm Chánh Ní đó cũng trả lời tần tự là những cái cõi cao đó là những cõi đó nó tốt hơn cõi thấp. Rồi cuối cùng nó lên cõi Tha Hóa Tự Tại. Tha Hóa Tự Tại là chúng ta biết rằng đây là cái cõi dục mà cao nhất, mà Chúa Tha Hóa Tự Tại là Ma Vương đó, là sẽ thành một cái vị Phật Tổ ở trong tương lai. Như vậy á, thì khi mà Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý đó được Ngài Sa Lút Tá hỏi về các cõi trời đó, thì ông phân biệt và ông cũng chọn đúng theo tần tự, theo cái tần tự của cái cảnh giới. Rồi Ngài Sa Lút Tá ngài nói nếu mà chư thiên dục giới như vậy đó thì bằng phạm thiên sắc giới không? Chỗ nào tân? Thì khi mà nói đến phạm thiên đó thì Bà La Môn Thánh Năng Chánh Ý đó ý rằng những cái vị Bà La Môn rất là ưa thích phạm thiên, mà ngài thuyết giảng để cộng đối với phạm thiên. Như vậy thì ngày khi mà ngài nói với Bà La Môn Thánh Năng Chánh Ý, ông cũng chọn, ông cũng nói rằng phạm thiên đó là tốt hơn cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Như vậy thì ngài Sa Lút Tá ngài thuyết giảng về cộng trú với phạm thiên đó bằng bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm có nghĩa là an trú với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm bị từ bi hỷ xả, mình gọi là bốn phạm trú. Và khi mà giảng về để an trú vào bốn phạm trú đó, với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, câu hữu với hỷ, biến mãn từ cái thiền thứ nhất đến thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, xả niệm thanh tịnh quảng đại đó, thì khi mà thuyết giảng rành rẽ về cái con đường để sanh phạm thiên, để cho cái tâm của Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý đó an trú vào cái đề mục mà ngài muốn giới thiệu để được sanh lên cõi phạm thiên. Thì sau khi mà ngài đã thuyết giảng rộng rãi về để an trú phạm thiên đó, ngài từ cái chỗ nhà của Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý đó, ngài trở về lại cái tu viện, hay mình gọi là trở về cái trú xứ của Đức Phật là Chư Tăng, và trình bày với Đức Phật á, về cái chuyện mà mình đi thuyết giảng, mình đi tiếp độ cho Bà La Môn Thánh Anh Chánh Ý. Thì Đức Phật á, ngài biết rằng nếu mà ngài Sa Lút Tá ngài thuyết giảng tiếp nữa đó, mà giới thiệu về cái cảnh giới cao hơn á, mình gọi là để đoạn trừ sanh hữu đó, đó là niết bàn hay là cảnh siêu thế đó, cảnh giới siêu thế, đó là những cái tâm mà cắt đứt những cái kiết sử, những cái kiết sử lậu hoặc để chứng ngộ được niết bàn, tu được quần đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo,
những cái bậc thánh đó, thì Bà La Môn Pháp Năng Chánh Ý đó có khả năng để đạt được siêu thế giới, siêu thế tâm đó. Rồi khi mà Đức Phật ngày nói về cái siêu thế đó, đó là đạo quả Niết Bàn, thì nó cao hơn cái phạm thiên thấp kém, phạm âm thiên thấp. Thưa Tổ Pháp Đăng, Hoan Hỷ cầm đứt lời ở trong lớp học không còn nghe được nữa. Xin trình Thưa Tổ Pháp Đăng trở lại. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái đường truyền á, bữa nay thì nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà nó cũng còn chập chờn. Như vậy á, thì Đức Phật á, ngài với cái Phật tuệ, ngài biết Bà La Môn Pháp Lăng Chánh Ý này có duyên đắc chứng đạo quả. Nhưng mà ngài Sariputta, ngài thuyết giảng đó, thì chúng ta cũng thấy như là ông Cấp Vô Độc á, ông cũng nghe ngài Sariputta thuyết giảng, và ông hỏi ngài Sariputta đó, thì ngài Sariputta ngài có nói với ông Cấp Vô Độc đó, những cái pháp cao siêu đó thường để giải cho chư tăng. Nhưng mà ông Cấp Vô Độc ông thỉnh ngài Sariputta ngài thuyết những pháp này cho những người cư sĩ, có thể là họ ít bụi đời, ít bụi trong mắt, họ có thể chứng ngộ được những cái pháp mà của chư tăng. Thì ở đây cũng như vậy, Đức Phật ngài biết nếu mà ngài Sariputta ngài thuyết giảng những cái pháp siêu thế, những cái pháp mà quán về khổ tập diệt đạo đó, thì những cái người cư sĩ cũng có thể họ cũng có thể đắc chứng được quả vị thánh nhân. Ý nghĩa chỗ này là cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài mới nói với ngài Sariputta, và ngài cũng đã cho ngài Sariputta biết là Bà La Môn Pháp Lăng Chánh Ý đó đã sanh lên phạm thiên giới rồi. Đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái bài học hôm nay đó thì con xin trình bày như vậy. Nếu cái gì chưa có được sáng tỏ, đó là những cái câu thảo luận của chư tăng, bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng để Thượng Tọa tiếp tục điều hộp cái phần thảo luận, và con kính lễ chư tăng, con xin thỉnh Thượng Tọa điều hộp. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng với bài giảng vừa rồi. Và chư thông đức và thú vị phục viện, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Xin được hỏi, không biết Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được cái trình, Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ. Bây Thượng Tọa Từ Siêu qua cái cách nói của tôn giả Xá Lợi Phất thì một người mà làm một cái nghiệp bất thiện, cho dù bất cứ lý do gì, như là vì cha, vì mẹ, vì chư thiên, vì vua, cũng bị gặt hái cái quả của nghiệp. Như ở đây có hỏi rồi, tôi xin là nếu một người mà ví dụ họ đi ăn trộm, mà vì một cái mục đích là nuôi cha mẹ già phải đi ăn trộm, ví dụ họ không ít đâu, bây giờ mình nói giả sử như những người nghèo ở Việt Nam mà bị cách ly, bây giờ họ túng quá không làm gì hết mà để nhà cha mẹ hay đói, thì họ phải đi ăn trộm chẳng hạn, thì với một người mà bình thường không có bị chuyện gì thúc bách để đi ăn trộm á, mà vẫn đi ăn trộm á, thì cái quả của nghiệp có giống nhau hay không, hay là có người nặng người nhẹ hơn? Mình tạm gọi là ở đây tôi giải sẽ là Phật nói giảng cho Bà La Môn nghe, thì mình nghĩ tạm tưởng như là dù bất cứ lý do nào, động lực nào, thì cái quả
giống nhau với định thực độ. Thì sư Hoa Kỳ nói rõ về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Ngài Sariputta khi mà nói cho bà La Môn Thanh Lai Tinh Ý nghe thì chúng ta tưởng như là tất cả nghiệp thì nó quả cố định, nhưng mà đó là cái cách nói đại loại là như vậy để mà khuyên nhắc ông ta thôi. Thì về cái nghiệp làm để đưa đến quả đó, thì nó không có giống nhau. Nếu một người tạo nghiệp bất thiện vì lý do bất đắc dĩ đó, thì đây có thể nói là hành động bằng cái tâm bất thiện hữu trợ sát sanh căn, sát sanh khởi căn. Còn một người làm, người thích thú mà làm thì như vậy cái hành của cái tâm bất thiện vô trợ asankharika. Mà trong A Di Đà thì cái tâm bất thiện hỗ trợ quả báo nó sẽ nhẹ hơn là tâm bất thiện vô trợ. Cái này chúng ta phải hiểu là do tâm nó tạo ra. Bởi thế, trong trường hợp một người lẽ ra thì họ không muốn làm ác, không muốn sát sanh, không muốn trộm cắp, nhưng mà vì nhà nghèo, họ phải nuôi dưỡng cha mẹ cho nên cần chẳng đã thì họ phải đi tắt mương, câu cá, tắt mương bắt cá, hay là thả mồi con cá để đem những con cá đó về làm thức ăn nuôi dưỡng cha mẹ. Thì cái hành động của ông ta, cái quả nó sẽ khác hơn cái người mà say mê làm cái công việc đó. Một người không có lý do gì bắt buộc, không có hoàn cảnh gì bắt buộc làm, mà chỉ vì người đó có cái khuynh hướng lấy cái hành động ác đó để làm cái niềm vui, thì trong trường hợp này cái quả nó sẽ nặng hơn.
Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý, trong cái thường cận cái duyên của chúng sanh đó, đó là cái pháp hiệp lực với Sapaga, hiệp lực với cái vị thời nghiệp duyên. Vị thời nghiệp duyên Nanakadeka Kamapachaya, tức là tư tâm sở trong tâm bất thiện ra cái hành động bất thiện vì về thân, vì khẩu vị. Nhưng mà cái thường cận y duyên làm bằng cái tâm sân, thọ ưu, hay là ta tham hoặc thọ xả, vô trợ hay hữu trợ, tương ưng tà kiến hay là tương ưng hay là bất tương tà kiến, vân vân. Cái này nó cũng trở thành một cái thường cận y duyên mà nó tạo ra cái cảm thọ nặng hay nhẹ có sự khác nhau, chứ không phải là nói chung chung là hành động như vậy đều là có quả giống nhau hết rồi. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 1 mà thượng tọa Bình nêu. Nam mô Phật thầy. Sao tôi kính được thượng tọa thầy siêu. Mà thượng tọa thầy siêu ngày hôm nay có rất nhiều vị thiền sư dạy thiền đó, thì khẳng định là ai cũng có thể tu thiền được hết. Tức thì kêu gọi ví dụ như là ngài Chân Cha, ngài nói rằng mình có thời giờ để thở thì có thời giờ để tu thiền, và mọi người nên hành thiền. Chúng ta ít bao giờ thấy có các vị thiền sư nào mà nói rằng ô cái chuyện đó khó lắm, chỉ có một số người hành thiền được, người khác không hành thiền được. Nhưng theo quan điểm thì loại tiểu siêu là làm sao để mình biết rằng ai có cái căn cơ đủ căn lành để hành tứ niệm xứ, và phải chăng tất cả mọi người đều phải tu thiền tứ niệm xứ? Xin thưa thầy, thưa đạo tổ sư. Ở đây thưa quý vị, nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất không phải thì ngay cả như Đức Phật, ngài cũng biết là chúng sanh hữu duyên và không hữu duyên. Bởi vì ở đời có pháp bô bút lô, có khả năng chứng đắc, và pháp bô bút lô là hạng người không có khả năng chứng đắc. Ngay từ cái Đức Phật đã biết rõ điều đó, cho nên ngài mới quan sát mỗi ngày để xem chúng sanh nào hữu duyên ngài đi tế độ. Pháp bồ quy luật khả năng hữu duyên, vì thầy sư của Đức Phật, các vị thừa sức, thừa hiểu được điều này. Nhưng mà các vị thiền sư
không có khả năng như Đức Phật. Ngài đối với những người hữu duyên thì Ngài khuyên, Ngài dạy cái pháp môn đó, Ngài dạy cho cái phương pháp tu thiền đó. Nhưng mà đối với những người họ không thể nào mà có cái khả năng tu thiền được thì Đức Phật Ngài dạy cho cái là làm các cái công đức gọi là Puñña Karoti, dạy cho làm các cái công đức dần dần để họ được thuần thục tâm thiện, rồi lúc đó hoặc là nghe hoặc là ở một đời sau thì người đó mới tiến dần đến cái sự tu tập về thiền định. Đức Phật Ngài biết rõ vậy, cho nên không khi nào mà Đức Phật Ngài gặp ai Ngài cũng khuyên tu hết. Còn các vị thiền sư thì các ngài không có khả năng biết được chúng sanh đó hữu duyên hay là không hữu duyên, cho nên các ngài cũng khuyên chung chung, tức là mọi người nên hành thiền. Điều này nó cũng có cái lợi là khuyên người ta tu như vậy đó, nếu mà những người hữu duyên á thì người ta tu tập, người ta sẽ chứng được thiền định hay là đạo quả. Còn những người mà không có khả năng chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại này thì ít ra họ nghe theo lời của vị thiền sư, họ về tập ngồi thiền, tập tành hành niệm đi một, thì họ cũng có thể được một cái phước báo hay là hướng về một cái thiện pháp. Nó cũng tốt thưa quý vị, nó cũng tốt. Cho nên cái lời khuyên của vị thiền sư là khuyên tất cả mọi người, khuyên như vậy không có nghĩa là Ngài quả quyết tất cả mọi người đều có duyên lành, đủ căn lành để hướng cầu cái thế, là một bậc trí hiểu Phật thì các ngài phải biết rõ điều đó. Nhưng vì Ngài dạy như vậy bởi nó có hai lý do như chúng tôi vừa nói hồi nãy, tức là để cho cái người mà đủ căn cơ thì họ sẽ thiền định hay đạo quả, người chưa đủ căn cơ thì họ thực hành, ít ra thì họ cũng gặt hái được cái quả phước do cái sự tinh tấn và có cái hướng cầu về cái pháp thiền định. Còn ở đây bây giờ chúng ta lại nói có thể chăng để biết một người có đủ căn lành hướng cầu pháp siêu thế. Ở đây thưa quý vị, thực ra thì chúng ta không cần phải làm cái việc đó đối với người. Có thể có những cái yếu tố, có những cái dấu hiệu để chúng ta biết mọi người đủ căn, nhưng mà cái đó chúng ta không cần tìm hiểu để làm cái gì. Bởi vì chúng ta nên tìm hiểu chính mình, nên tìm chính mình, xem coi mình
có căn lành hướng cầu cái pháp siêu thế hay không. Nhắc đến cái chuyện mà hãy xem, hãy tìm lại chính mình đó. Chúng tôi nói dớ một câu chuyện. 30 chàng thanh niên, 30 chàng công tử, ba thầy giáo, sư ba thầy giáo, 30 chàng công tử tại Varanasi mà đi chơi, đi du ngoạn. Trong đó có một người, có một chàng công tử không, chưa có vợ, mới dắt theo một cái cô kỹ nữ để đi với bầu bạn. Thì trong lúc mọi người đang đi ngắm cảnh tham quan chung quanh, thì cái cô kỹ nữ này cổ lén trộm hết tất cả những cái đồ đạc, đồ trang sức và vàng bạc mà họ mang theo rồi trốn đi. Khi phát hiện ra là bị mất trộm thì các vị công tử đó đã đổ nhau đi tìm cái cô kỹ nữ đó, và họ đến ở một cái gốc cây trong cái khu rừng. Họ gặp Đức Phật ngồi đó, họ hỏi rằng: bạch ngài, ngài có nhìn thấy một phụ nữ dáng dốc như vậy, mang đồ trang sức như vậy đi qua đây hay không? Thì Đức Phật ngài nói rằng: này các công tử, hãy ngồi xuống đây. Ta hỏi các ngươi một vài chuyện. Ngài hỏi rằng đi tìm kiếm một người ở bên ngoài với tìm kiếm chính mình, cái nào nó có lợi ích hơn? Nó hợp lý hơn. Lúc đó vì lành với Phật pháp có duyên tu, cho nên họ chợt hiểu ra rằng đi tìm chính mình mới là tốt hơn. Họ mới bạch với Đức Phật như vậy, và Đức Phật đã thuyết pháp. Sau đó họ chứng quả Tu Đà Hoàn và họ xin xuất gia. Chẳng bao lâu họ chứng A La Hán quả. Xem như ở trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta, ngoại trừ khi chúng ta có cái trách nhiệm, có cái trò là một vị dẫn dắt hội chúng, như là vị thiền sư dẫn dắt cái hội chúng thiền sinh, mới dùng cái sự nhạy bén của trí tuệ xác đoán con người để biết được tâm của có tu tốt hay không tốt, tu tập thành hay là không thành. Còn ngoài ra những vị như vậy, những vị có cái trách nhiệm như vậy đó, thì đối riêng với chúng ta thì chúng ta không cần phải, chúng ta chỉ là suy nghĩ xem coi mình có đủ duyên lành hay không. Thí dụ chúng ta biết cái pháp thiền nó sẽ, đó là cái con đường duy nhất để đưa đến cái mục đích cứu cánh là giải thoát. Chúng ta biết như vậy cho nên chúng ta bắt đầu tập hành thiền. Thì buổi đầu chúng ta khó ngồi yên lại, khó ngồi giữ chánh niệm trong khoảng thời gian 10 phút, 15 phút
hoặc nửa tiếng đồng hồ khó lắm, tâm bị phóng dật, hoặc là hễ ngồi lại là bị buồn ngủ gục lên gục xuống, hoặc là chúng ta ngồi lại mà cái tâm bị phóng dật hay suy nghĩ chuyện này chuyện kia, dầu cho không muốn nhưng mà ngồi niệm hơi thở ghi nhận một hồi nó phóng đi, nó suy tư cái cảnh nào đó. Một lúc lâu mình chợt nhớ lại là mình bỏ xa rồi thì bắt đầu quay trở lại. Thì ngay lúc bây giờ vị hành giả cần phải suy xét tại sao ta bị hôn trầm trong lúc hành thiền, tại sao ta bị phóng dật trong lúc hành thiền, phải chăng ta chưa đủ khả năng để chứng đạt ngay trong hiện tại, hay là tại vì mình có cái sự dễ vui, phải tự hỏi như vậy. Rồi phải tu tập, chúng ta tập như thế này, trước hết là mình phải tập suy tư về cái nỗi khổ luân hồi, tập suy tư về cái nỗi khổ do quả nghiệp từ quá khứ tạo. Rồi chúng ta tập suy tư về cái sự vô thường khổ, vô ngã của pháp hữu vi. Rồi chúng ta tập suy niệm về cái pháp tịch tịnh, đoạn diệt khổ đau là niết bàn. Sau khi mà chúng ta đã biết sợ cái luân hồi, sợ khổ luân hồi, rồi chúng ta có sự yểm ly, nhàm chán và hướng đến cái tâm giải thoát, tập dễ quen, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu tu thiền. Còn khi chúng ta bị hôn trầm đó, thì chúng ta nên biết rằng là một là do cái nghiệp ở quá khứ, mình có thường cận y duyên, khi mà sanh làm một cái loài chúng sanh, tối ngày mình chỉ ưa thích ngủ nghỉ thôi, ưa thích nằm yên bất động ở trong một cái hang để ngủ, không thích hoạt động, không có tâm hiếu động. Chính cái thường tận y duyên đó mà bây giờ sanh ra bị hung trầm, tức là bị buồn ngủ. Chúng ta phải suy tư như vậy, rồi chúng ta khắc phục bằng tám cái phương pháp mà Đức Phật hay tôn giả Mahamoggallana để diệt chúng ta phải thực hành làm sao để chúng ta luyện tập cho tâm nó trụ trong cảnh đề mục bé nhỏ, không có bị phóng dật. Thưa quý vị, nếu chúng ta nói đến cái việc mình thì chúng ta đi tìm thấy tâm mình không có dấu hiệu biết sợ luân hồi, chúng ta chưa có cái hiện tượng nhàm chán, thì khi đó chúng ta biết mình chưa đủ căn lành, thì hướng đến cái pháp siêu thế. Chúng ta hãy tự trách nhiệm mình trước cái đó. Rồi chúng ta phải trách nhiệm xem cái niềm tin của mình có sâu sắc không, cái niềm tin của mình đối với giáo pháp nó có gì mẻ không. Niềm tin đối với tăng chúng, nhất là chư thánh chúng, bậc tu đồ quần, tu đà hàm mã na hàm a la hán, xem coi cái niềm tin của mình đối với tam bảo mình có cái sự thiết tha và
vững chắc không lay động chăng? Cái thứ nhất thì chúng ta phải kiểm tra sau khi chúng ta đã có cái sự nhàm chán hay là yểm ly sẽ hãy luân hồi, chúng ta phải kiểm tra là cái niềm tin của mình. Tiếp đến là chúng ta phải kiểm tra sau khi chúng ta có cái niềm tin rồi, phải kiểm tra lại cái tâm mình nó có cái sự nỗ lực tinh tấn hay không, hay là có không. Có những người thú vị họ tu tập quy y là quy y, xuất gia là xuất gia, nhưng mà cứ để ngày qua ngày, ngày tháng tới đâu hay đó, họ không cần nỗ lực. Thì như vậy đó, tự mình phải biết trách nhiệm để thấy rằng mình thiếu cái sự tinh tấn. Thì như vậy ta chưa có đủ căn lành để hướng đến đạo quả. Rồi tiếp nữa là chúng ta phải suy xét, phải cân nhắc về cái trí tuệ của mình, xem cô cái trí tuệ của mình nó có bén nhạy hay không. Cái nhất là chánh tri kiến, cái sự nhận thức về pháp hữu vi là vô thường khổ, hay là pháp vô vi là tịnh tịnh, chúng ta thật sự có cái trí tuệ đó hay không. Sau khi suy xét như chúng ta sẽ biết rõ là mình duyên lành đối với con đường thiền hay không. Cho nên ở đây đó, thay vì chỉ cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu, những cái đặc tướng để chúng ta kiểm tra đánh giá người khác, chúng tôi không nói như vậy. Mà nhân cái câu hỏi này, chúng tôi chỉ cho quý vị cái cách để chúng ta kiểm tra trắc nghiệm chính bản thân mình, xem coi chúng ta có đủ căn lành để hướng đến đạo quả hay không. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai. Nam mô Bụt Thầy. Ta thuộc cái trường trường tòa sư. Bà trường tòa sư xin được hỏi trường tòa một câu nữa rồi để trường đi nghỉ. Bà trường tòa sư, Phật giáo Đại Thừa đó, thường nhấn mạnh đến Đại Bi Tông. Đại Bi Tông là cái gì rất là quan trọng ở trong một bên Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng nhấn mạnh đến tâm Đại Bi của vị Bồ Tát tất cả chúng sanh. Ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng tôn giả Xá Lợi Phất dạy cho Bà La Môn Panachini là tu tập tứ vô lượng tâm, ở trong đó có tâm bi đạt đến cảnh giới phạm thiên. Thì trong Đại Bi có dẫn chúng ta đến giải thoát, đến quả vị siêu thế không? Ở đây mới nói rằng đối với Phật giáo Đại Thừa, tâm Đại Bi được xem như là một ở trong những cái gì rất là quan trọng không thể có, không thiếu Đại Bi và Bát Nhã, tức là trí tuệ của tâm Đại Bi. Nhưng mà bên thì cái vai trò của tâm Đại Bi với quả gì bị giác ngộ như sự giải thoát thế nào? Kính thỉnh từ tổ quan hiện trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, từ gọi là Maha Karuniko là bậc Đại Bi ấy, là chúng ta dành cho Đức. Chúng ta không có cái tâm Đại Bi được, cho nên chúng ta
không có bàn đến, mà chúng ta chỉ bàn về tâm bi thôi. Nhưng mà cũng phải nói rõ tại sao Đức Phật có tâm đại bi, còn như chúng ta thì không có tâm đại bi được. Thưa quý vị, đến như mà chúng ta gặp một chúng sanh đang đau khổ mà chúng ta còn khó sanh khởi cái lòng trắc ẩn, thỉnh thoảng thì mới khởi. Nếu chúng ta khéo tắc ý, khéo suy tư, chúng ta mới khởi đồng lòng trắc ẩn. Còn phần lớn trong đời sống, chúng ta gặp chúng ta cũng làm ngơ, ai khổ bằng ai. Nếu mà cái đối tượng chúng sanh bị khổ mà chúng ta còn chưa có thể rúng động, chưa có thể khởi lên cái tâm bi mẫn được, thì làm sao mà gọi là mình tu tập tâm đại bi được. Trong khi đó thì đối với Đức Phật, Ngài có tâm đại bi là bởi vì có ba trường hợp. Thứ nhất, chúng sanh đang khổ, Ngài có tâm thương xót. Thứ hai, chúng sanh đang hạnh phúc mà họ sống dễ vui trong ác pháp, thì Ngài cũng có cái tâm bi thương xót, vì nghĩ rằng chúng sanh này do hành động như vậy sẽ bị khổ trong tương lai. Ngài có cái tâm bi đó. Thứ ba là một cái vị, một người sống hiền thiện, đang tạo những cái hạnh lành, nhưng mà Đức Phật cũng vẫn khởi tâm bi được. Là vì sao? Vì Ngài nghĩ rằng là chúng sanh này tuy đang hành thiện nhưng mà chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát, nghĩa là còn kéo dài cái sự sanh tử luân hồi trong tương lai, còn bị đau khổ ở cái cảnh giới người trời Phật, vân vân. Cái tâm bi của Đức Phật đó là cùng khắp tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở trong cái trạng thái nào, Ngài cũng có tâm bi được hết. Thì như vậy mới gọi là bậc đại bi. Đức Thế Tôn mới thật sự là bậc đại bi, chứ chúng ta thì chưa thể nào là cái bậc đại bi được đâu. Cho nên ở đây đó, chúng ta chỉ nên nói rằng khi mà thực hành thì cái tâm bi, tâm từ tâm bi đi với Bồ Tát hạnh Ba La Mật, pháp Ba La Mật có dẫn tới quả vị siêu thế không? Thì chúng tôi xin trả lời cái câu đó sau khi đã xem bớt cái ý nghĩa đại bi. Rồi bây giờ thưa quý vị, tâm bi, tâm bi hay nói cho đủ là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bốn vô lượng tâm hay bốn vọng trú đi chung với Bồ Tát hạnh có dẫn tới quả siêu thế không? Có, nhưng mà có một cách gián tiếp. Tu tập đề một tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó chỉ đưa đến kết quả là an chỉ định apana samadhi, nhưng thì nếu chưa đắc được thiền định thì cũng thành tựu được cái phước báo.
Nhưng mà xét về cái đặc tính, cái trạng thái Lakhana của tâm từ, tâm bi tư nghĩ tâm xã đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây tâm từ là khống chế được cái tâm sân, tâm bi là khống chế được cái tâm não hại, tâm hỷ là khống chế được cái tâm ganh tị, tâm xã là khống chế được cái tâm tham chấp, cái tâm cố chấp, quyến luyến. Thì tâm sân hay là cái tâm ganh tị, cái tâm tham chấp, thì những thứ đó là những cái thứ phiền não ác bất thiện pháp. Nếu như Bồ Tát mà tu tập bốn vô lượng tâm đó, bất thực tập siêu sinh này bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói được. Thì nếu mà chúng ta xét về cái cái đặc tính của từ bi xã là có cái tác dụng là chế ngự được những cái phiền não, mà vì Bồ Tát đang dần dần bào mòn phiền não để đạt đến cái quả vị siêu thế, là cái sự là đạo quả giải thoát. Cho nên dù không trực tiếp từ vị hỷ xã, không có trực tiếp đưa đến quả vị siêu thế, mà từ vị hỷ xã cũng là trợ duyên cho Bồ Tát hạnh, tức là cho cái pháp A La Mật để cái quả bị siêu thế. Và điều đó cũng tốt thưa quý vị, chứ không phải là không, chứ không phải là không có tác dụng đâu. Nó có tác dụng, nhưng mà không có trực tiếp thôi. Thì ở đây chúng tôi trả lời cái câu thảo luận số 3, nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về cái tâm bi và cái tâm đại bi. Thì chúng ta chỉ có cái tâm bi, tu tập tâm bi được, chứ chúng ta tu tập tâm đại bi khó lắm thưa quý vị. Chúng ta chưa có đến cái trình độ tâm đại bi. Thứ hai là chúng tôi muốn trình bày về tâm bi hay là từ bi hỷ xã gián tiếp nó trợ duyên cho Bồ Tát hạnh dẫn tới cái quả vị siêu thế là đạo quả. Chúng tôi xin dứt lời đây. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái tiền chúng ta tự siêu chú ý Phật tử, chúng tôi xin được tóm tắt đôi điều trước khi có một vài thông tin. Điều đầu tiên, công giải Sát Lợi Phất muốn nhắn nhủ với Bà La Môn đang chạy, mà cũng lời nhắn nhủ với tất cả chúng ta, đó là đôi khi mình làm một việc gì đó mình nghĩ rằng chuyện mình bắt buộc phải làm, mình không lựa chọn nào khác. Ở trên thực tế thì
chúng ta vẫn có sự lựa chọn, nhưng mà tại chúng ta không lựa chọn thôi. Nếu mà cùng chẳng đợi thì chúng ta cũng lựa chọn thôi. Chúng tôi kể quý vị nghe là chúng tôi có một người quen, vị này mua một cái cơ sở tương đối là hơi đắt tiền ở California, và lúc mà dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi có khuyên vị này là nên cố gắng ở chùa, không có nên đi ra ngoài tụng kinh. Vị này tụng kinh đám hơi nhiều, và chúng tôi khuyên là nên chừng. Vị này nói rằng sống chết có số thôi, trả lại tiền cái chi tiêu hàng tháng nhiều quá. Rồi bây giờ khi này vị này bệnh rồi đó, thì vị này mới cảm thấy rằng hối tiếc rằng rồi mình đâu làm gì được, đời cũng vậy thôi. Thật ra thì chúng tôi muốn kể câu chuyện này để các vị thấy rằng khi mà mình chưa bệnh á, chưa bị lây nhiễm á, thì mình nghĩ rằng mình hoàn toàn cái lý do chính đáng để mình đi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái nhu cầu tiền bạc hàng tháng. Nhưng bây giờ mình ngã bệnh rồi sao? Rồi mình cũng phải chấp nhận thôi, chấp nhận là mình là bị cách ly thôi. Thì thưa quý vị, ngày Xá Lợi Phất muốn nhắc nhở như vậy. Và một điểm khác mà chúng ta thấy ở tôn giả Xá Lợi Phất là ngài khuyên một người hướng thượng bằng cách là làm một cái so sánh, và cái nào là tốt hơn. Nếu có cái tốt hơn thì tại sao phải lựa chọn cái xấu? Nếu mình có sự lựa chọn, mình có thể lựa chọn sống tốt hơn, nhưng mà mình có ý thức được là mình có cái sự lựa chọn tốt hay không? Đa phần á, chúng ta không chịu làm điều tốt, tại vì mình nghĩ rằng mình không sự lựa chọn tốt. Nếu mà ý thức mình biết được cái chuyện đó là có điều tốt hơn, thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn cái tốt hơn. Không có ai dạy gì mà mình biết được cái tốt mà mình mua cái xấu hết. Cái chuyện đó mình phải để ý. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi muốn nhân sau bài sau bài kinh nghiệm, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài điều về cái sự kiện liên quan đến COVID-19. Ở tại Hoa Kỳ có hai tiểu bang, một tiểu bang ở vùng Tây Nam và tiểu bang ở vùng Đông Bắc là New York và California. New York ở Đông Bắc và California ở Tây Nam. Thì tháng trước thì cái tình hình của hai tiểu bang rất giống nhau, là họ đều là cái nơi mà có xảy ra cái dịch bệnh. Nhưng mà ngày hôm qua đó, thì thưa quý vị, từ cái sự của tháng trước đó, thì ngày hôm qua đó, California có 17.000 người được chẩn bệnh, được xác nhận là lây bệnh, 17.000 người. Ở New York đó, thì có con số là 140.000 người. Ở California đó là có 452 người chết vì lây nhiễm corona. Ở New York con số gấp 10 lần hơn 5.000 người. Tại sao cái điểm giống nhau mà bây giờ chênh lệch như vậy? Và cho đến giờ này đó, một số cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là California tiểu bang đầu tiên, một thống đốc không tiểu bang California ra lệnh mọi người ở nhà tại chỗ. 40 triệu dân California ở nhà tại chỗ, trong khi ở New York đã ra lệnh nó rất chậm. California đã ra lệnh mang khẩu trang rất sớm, và chỉ những mang khẩu trang rất sớm mà còn đã mua khẩu trang của hãng 3M rất sớm, mua tới 200 triệu khẩu trang để bắt buộc dân chúng phải mang khẩu trang, trong khi ở New York không ra lệnh như vậy. Tại California đó, người ta thấy rằng chính phủ ngay từ ban đầu đã đặt vấn đề làm sao mua cái máy trợ hô hấp, cái máy để thở. Ngày hôm qua đó, California phải gửi sang để trợ giúp cho New York, bởi vì California cũng cần, trong khi New York thì đã mua quá trễ, mua thiếu. Bây giờ đa số những bệnh viện và những tiểu bang Hoa Kỳ đó không có đủ cái máy trợ hô hấp và không có đủ cái dụng cụ bảo hộ. Họ phải mua phần lớn của Trung Quốc, và đặc biệt là họ phải mua ở trên eBay, ở trên các công ty tư nhân mà
chính phủ liên bang không giúp được, thì California đã bắt tay rất là sớm. Ở đây nó là một bài học, một lần nữa đó là đối với mình không nên đến sau. Chúng tôi thưa quý Phật tử là một cái điều mà chúng tôi rất là chúng tôi cảm thấy rất là mệt là trong cái đại dịch này với những người quen, và phải nói rằng trong cái giới tu sĩ hoạt động các chùa chiền ấy, thì thường thường ấy, là rất là coi thường bệnh này, và rất là coi thường bệnh này, nghĩ là cái chuyện đó nó không có đổi nghiêm trọng. Và thậm chí có người nói với chúng tôi một khẳng định rằng nước Mỹ là một nước rất là vĩ đại, rất là giàu có, rất là tiên tiến, không có dễ gì để thiếu dụng cụ y tế, không có dễ gì để thiếu khẩu trang, không thể dễ gì để khan hiếm thực phẩm. Thật ra thì chưa thì không riêng vì Mỹ đâu, mà cả thế giới này bây giờ là hai cái tâm dịch lớn là Âu Châu và Mỹ, chúng ta trả một cái giá rất là đau. Thì cái sự so sánh giữa New York đó, một lần nữa cảnh báo cho chúng ta thấy một điều rằng mình chuẩn bị tốt hơn nó không hại gì hết. Tại sao phải giữ ngươi? Tại sao phải xem thường nó? Dạ. Cái sự xem thường đó, đó nó đã dẫn đến hệ quả khi nó thì chúng ta lại không có đủ cái sự chuẩn bị. Chúng tôi có một vài lần mà thưa biết quý Phật tử là ngay cả bây giờ mà một số cái nước rửa tay đó họ có bán lại, họ có bán nhưng mà bán với giá rất là cao, và có lúc gần như mua không có. Rồi khẩu trang bây giờ bắt đầu người ta hô hào là mình nên may đi, và nên may ở nhà đi, nhưng mà cái mà chúng ta may ở nhà thì nó cũng tương đối thôi, chứ nó không thể đạt được cái chuẩn mực để mà giúp cho chúng ta bảo vệ được như là N95 của 3M chẳng hạn. Bây giờ thì chúng ta vẫn còn thể mua được thực phẩm nhưng mua một cách khó khăn. Và thậm chí bà Deborah Birx là một ở trong hai cái vị bác sĩ mà có thể nó có thẩm quyền, thì bà khuyên là nên tránh đi đến tiệm thuốc cây và tránh ở grocery nữa, tại vì khả năng lây nhiễm rất là cao. Nói là hay ở tại Hoa Kỳ vẫn còn có 8 tiểu bang, mà 8 vị thống đốc tiểu bang đó chưa có ra lệnh mọi người cách ly. Lý do đơn giản là những vị này là những người theo đảng Cộng Hòa, và phần lớn những người theo đảng Cộng Hòa đã thì tin rằng cái bệnh dịch nó chỉ là một cái chiêu trò của giới truyền thông, hay là của đảng Dân Chủ, hay là của Trung Quốc, chứ thực sự nó không có nguy hại như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì ở trên thực tế nó đã vượt ra khỏi những cái lằn ranh của chính trị, lằn ranh của quan điểm này, quan điểm khác. Chúng ta cố gắng cẩn thận. Bệnh dịch là một cái thật, và đại hoàng có thật. Chúng ta nghĩ như vậy, bây giờ cái bị lây nhiễm và con số tử vong đã gần tới 100.000 người. Dạ. Thì nó là một cái đại họa thực sự. Chứ không nên quý, ồ mỗi người sống chết có số, hay là mình dùng cái triết lý mình nghĩ rằng ồ cái đó cái quan điểm về chính trị phải này phải kia. Mà chúng ta nên đọc vào con số cái thật. Ngay cả ở buồng máy của chính phủ đảng Cộng Hòa thì một số các chuyên gia đó thì họ vẫn cảnh báo cho chúng ta biết rằng sáng nay chúng tôi có đọc hai cái bản tin, một là cái chiếc hàng không mẫu hàm Satgol của Pháp, và một chiếc khác là và bốn cái chiếc hàng không mẫu hàm khác của Hoa Kỳ đã bị lây nhiễm, và đã bị lây nhiễm, và một cái chiếc du thuyền của Tân Đài Loan bị lây nhiễm trên đó, hơn 60% người bị lây nhiễm. Thì chúng ta thấy rằng bệnh dịch nó không có chịu hết, không chịu bất cứ câu lục đó. Và những vị bác sĩ y tá ngày và đêm chiến đấu với nó đó, là những chuyên gia
sư cầm mic trở lại ạ. À. Kính nhân mic đến sư. Dạ, cảm ơn rằng đó. Dạ không biết, dạ không biết cái gì, dạ quý vị nghe được chưa? Dạ, dạ thưa quý vị, hôm qua chúng tôi có một chuyện rất là buồn, đó là một Phật tử và họ có một người thân bị hai anh em có đến mời chúng tôi đi tụng kinh. Nhưng mà tôi không đi tụng, tại vì lý do là trong thời gian này chúng tôi ở chùa và cũng như cái môi trường bệnh viện nó không có thích hợp. Và lại tôi còn việc tiếp xúc với những người ở trong chùa đó, và chúng tôi thấy ra bên ngoài như vậy mình về cách ly rất là bất tiện. Tụng kinh ở trên speaker để cho người bệnh rồi. Điều là hai người đó chạy xe xuống chùa để xin chúng tôi cho thỉnh hai quyển kinh tụng và chỉ cho họ cái bài kinh nào để họ tụng. Lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi, thưa quý vị, mà chúng tôi hướng dẫn cho các vị tụng kinh mà chúng tôi cho quyển kinh mà chúng tôi không đi ra bên ngoài. Dạ, chúng tôi không đi ra bên ngoài để tụng kinh cho quý Phật tử tội nghiệp. Thấy cái ánh mắt của các vị rất tội nghiệp, nhưng mà chúng tôi mong rằng mọi người nên cảm thông. Dạ, nên cảm thông là đôi khi nó không phải là vấn đề nguyên tắc, và nó không phải là vấn đề dấn thân, không phải là vấn đề hy sinh, hay là vấn đề là chúng ta có anh hùng hay không, mà vấn đề là chúng ta nên nghĩ cho tất cả mọi người. Dạ, nên nghĩ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người chung quanh mình, và một cái cách nào đó mà chúng ta cần, và chúng ta rất là cần để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người chung quanh. Nên rất là mong chư tôn đức và nữ cố gắng có một cái nhìn là đừng đặt vấn đề triết lý, đừng nói rằng sống chết có số. Cho nên chúng ta phải đặt vấn đề một cách cụ thể, là sự ý lại nó không phải là một thái độ tốt của Phật pháp, nó phải chỉ thái độ tốt đâu. Đức Phật ngày dạy chúng ta là có những cái thứ hệ lụy mà chúng ta nên tránh né. Và thí dụ chỗ voi dữ, chó dữ, những cái chỗ mà hung hiểm mà bảo mình dấn thân á, thì cái chuyện một bể mình lao vào đó thì cái đó là tự mình chuốc lấy phiền phức. Để trong trường hợp này cũng vậy, đây là một cái thứ tai ương hoạn nạn mà chúng ta nên phòng hộ, chúng ta nên đoạn diệt bằng cách chúng ta né tránh rất là tốt. Một điều nữa, thưa quý vị, cũng rất là mong là đối với tất cả chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị, những cái nhu yếu cần thiết. Chúng tôi biết rằng nhiều vị đã trễ rồi, nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn có thể order online được nếu cần. Và trong trường hợp mà mình có thể chia sẻ được với ai chia sẻ, bởi vì chẳng có nhiều người rất là cần. Cái hoàn cảnh của những vị ở Mỹ tương đối là ít có khổ sở. Chúng tôi đọc những trường hợp mà ở bên Ấn Độ cả 1 tỷ 300 triệu mà họ chỉ có mấy tiếng đồng hồ để tuân thủ theo cái lệnh cách ly. Và lệnh cách ly được ban hành có rất nghiêm trọng. Rất là nhiều người nghèo, họ không thể đi ra bên ngoài để kiếm tiền được, để kiếm thực phẩm được. Một cái hoàn cảnh mà chính phủ hoàn toàn, nếu không có làm nhanh làm mạnh, bị đầu Ấn Độ mới biết rằng nó sẽ lây lan. Hiện nay những cái khu phố ổ chuột ở tại Ấn Độ đó, nó là những ổ bệnh dịch, và cảnh sát có áp dụng tối đa. Thì quý vị thấy rằng con người đang phải đối diện với một cái thực trạng rất là đau lòng. Một bên là những người ở trong nhà không có tiền, không có cơm ăn,
Và bên ngoài thì cảnh sát họ cũng làm hết bổn phận của họ. Tại vì nếu họ để cho những người này đi ra bên ngoài thì sự lây lan nó càng lớn nữa. Nó có nhiều cái việc việc đau lòng như vậy. Chúng ta đang sống qua một cái thảm họa. Và không nên nhẫn nhơ, không nên xem thường. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ có cái nhìn rất là nghiêm túc về đại dịch này. Và nó không phải là lúc để chúng ta nói về chính trị, nói về triết lý, mà đây là lúc mà chúng ta nên nhìn vấn đề một cách rất là thực tiễn. Ngay cả cái sự hận thù, bây giờ chúng ta hay nghĩ rằng tại người này, tại nước kia, chúng tôi thấy rất là nhiều cái sự tranh luận. Người ta nói về Trung Quốc đã gây nhiễm rồi phải đi kiện tụng Trung Quốc v.v. Cái chuyện đó là chuyện hạ hồi phân giải. Nhưng mà hiện tại trước mắt chúng ta là phải làm thế nào đó mà bảo vệ tốt, bảo vệ tốt cho bản thân của mình và cho những người xung quanh mình. Và chúng ta nhớ như vậy, một cách đóng góp tốt nhất của tất cả chúng ta đó là ở nhà tránh lây nhiễm. Người ta có một câu nói rất hài hước là ngày xưa đó đi ra ngoài xông xáo tức là đóng góp cho xã hội, bây giờ nằm ở nhà chỉ có ăn ngủ và giữ tâm bình yên đó làm sự đóng góp lớn. Đôi khi những câu nói nghe nó hài hước như vậy nhưng mà nó cũng có lý, thưa quý vị. Chúng ta xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Ngày nào buổi nào ngài cũng nhắc nhở chúng con về chúng con có tự cảnh giác. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ các sa thú lành thai. Con nhật mình chúng trong đông. Tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy pháp của con, đã hướng dẫn nhiều giặc chúng con tiến bước tu tập hậu mãi an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính, cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc kia tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ của Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và một lần nữa Nhật Quỳnh kính tri ân đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chúng sanh ba cõi.
Điều hành lớp Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng trùm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Từng mạnh Huệ Ngọc cho Nhật Bình biết được tín hiệu.